bỏ ra hơn 13 triệu cho một con Flycam. Tuy nhiên, nó lại không có chức năng tracking, không bằng cả một con C5 Phase 2 5 triệu. Vậy thì có cách nào để làm cho con Flycam này nó có các chức năng đấy hay không? Thì hôm nay anh em hãy cùng Linh Kiện RC chúng tôi đi tìm một cái giải pháp cứu cánh rẻ nhất dành cho con Flycam này anh em nhé. Thì đây là cái giải pháp mà chúng tôi sẽ mang đến. Thì cái giải pháp này mang tên là Litchi. Thì Litchi nó là một cái app do nhà sản xuất bên thứ ba sản xuất dành cho những dòng flycam của DJI. Ở đây cụ thể là Mini 2. Cái app này hiện tại đang được phân phối trên hệ thống cửa hàng của Google và Apple với giá là 572.000. Thì giá không quá đắt. Tuy nhiên thì có đáng để xuống tiền hay không? Thì hôm nay chúng tôi sẽ đi qua một chút về những cái tính năng nổi bật nhất mà cái app này có anh em nhé. Đầu tiên thì về giao diện đi. Giao diện của cái app này tôi thấy khá là giống app DJI Go ở phần bên ngoài thôi nhé. Tuy nhiên thì tôi thấy cái giao diện này nó không được đẹp bằng so với cái app DJI Fly mà anh em hay dùng trên Mini 2. Thì tuy nhiên cái app này có một cái rất là hay cho những anh em mà không biết tiếng Anh. Thì nó có tiếng Việt anh em. Đấy, anh em có tiếng Việt đây. Đấy, anh em thấy đấy. Cái app này có tiếng Việt thì sẽ giúp đỡ rất nhiều cho những anh em mà không thạo về tiếng Anh. Anh em có thể dùng tiếng Việt để điều khiển và giao tiếp với cái app này. Cái app này ấy, thì tất cả các thông tin, thông số thì nó đều hiển thị trực một cách trực quan, khá là dễ nhìn. Tuy nhiên để điều chỉnh các thông số này tôi thấy nó khá là bất tiện, nó không như app DJI Fly. Như app DJI Fly giống như anh em điều khiển những thông số ở đây, anh em chỉ cần lướt qua, giống như là anh em điều khiển một máy ảnh ấy, lướt qua xoay xoay là được. Còn đây anh em sẽ phải bấm từng cái nút dấu cộng, dấu trừ một. Đấy, anh em thấy không? Nó rất là phức tạp, tôi thấy rất là lâu, mất thời gian. Một điểm trừ. Tiếp theo ấy là về phần cài đặt ở trong này thì tôi thấy những cài đặt này nó cũng không hề trực quan một chút nào. Tuy nhiên là anh em cũng không cần phải lo. Những cài đặt ở đây nó sẽ đồng bộ với cái app DJI Fly. Ở app DJI Fly anh em cài đặt như thế nào thì trong cái app này nó cũng sẽ cài đặt như thế. Như tầm cao, tầm xa này, rồi độ xa khi anh em return to home, rồi thông số camera các thứ thì nó đồng bộ app kia hết. Anh em chỉ cần điều chỉnh với app DJI Fly thì app này nó cũng như thế. Tiếp theo về các chức năng thông minh ấy, thì cái app này nó sẽ cung cấp cho anh em được thêm một đến hai cái chức năng mà app DJI Fly không có rồi. Về các chức năng mà app Litchi này bổ sung thêm ấy, thì chúng tôi thấy chỉ có hai cái chức năng là khá là tốt, dùng được ổn định. Còn những cái chức năng khác thì tôi thấy dùng app DJI Fly thì vẫn tốt hơn. Về đầu tiên ấy, thì nói về Waypoint, chức năng Waypoint này thì đối với tôi thì cái app này khá là tiện. Ví dụ anh em muốn lập một bản đồ 3D ấy, hoặc là một bản đồ về đất, chụp nhiều hình ảnh ghép lại với nhau mà anh em điều khiển tay thì rất là khó. Còn đối với cái app Litchi này, anh em chỉ cần chọn điểm, ví dụ đầm hồng nhé. Tôi sẽ muốn nó bay quanh đầm hồng. Thì tôi chọn điểm đầu tiên, điểm thứ hai, điểm thứ ba. À. Và tôi tiếp tục chọn như thế cho cái máy bay này nó bay hết một vòng đầm hồng. Đây, tôi chọn các điểm xung quanh đầm hồng. Nó bay quanh cái này, nó bao một vòng quanh cái đầm hồng này. Sau khi bay, trong cái quá trình bay ấy, nó sẽ chụp lại cho anh em những cái bức hình. Nó sẽ chụp lại cho anh em những bức hình xung quanh cái đường bay của nó. Và sau đó anh em có thể về ghép lại thành một bức ảnh lớn, hoặc là dùng những bức ảnh đấy để tạo nên một cái bản đồ 3D để phục vụ cho những công việc mà liên quan đến kiến trúc hay là đo lường. Thì cái này sẽ chuyên sâu hơn cho những anh em mà cần đến nó. Theo tính năng ăn tiền nhất của nó là tính năng track. Thì ở đây như chúng tôi thấy có hai cái chức năng. Thứ nhất là check hình ảnh, thứ hai là check the GPS. Tiên là về chức năng check về hình ảnh ấy, thì chúng tôi thấy một nhược điểm khá là lớn là nó dễ bị mất cái chủ thể khi mà tracking. Dù là đi xe máy hay là chúng tôi đi bộ thì chúng tôi chỉ đi một hai bước thôi là nó cũng sẽ mất. Thì cái này tôi không hiểu là nó đây là do bản beta hay là do cái app này cố hữu là như thế. Thì cái này hy vọng nhà sản xuất thì sau thời gian nữa sẽ khắc phục được. Còn chức năng thứ hai ấy là check cái GPS. Cái này thì khá là hợp với những anh em mà đi chơi một mình, thì khi anh em bật cái chức năng này lên thì con Flycam luôn luôn là đi theo cái điện thoại anh em. Nó sẽ dùng tín hiệu GPS từ điện thoại và tín hiệu GPS từ Flycam, nó sẽ đồng bộ với nhau.
nó đi trên đầu anh em sẽ tùy chọn xét thông số như thế nào, độ cao bao nhiêu, độ xa bao nhiêu, thì nó sẽ luôn luôn như thế, nó sẽ check rất là mượt. Cái ưu điểm lớn nhất của nó là khi anh em dù có vào lùm cây hay vào trong nhà nó bị che mất, thì khi anh em đi ra nó vẫn đi theo anh em, nó luôn luôn ở vị trí đấy, nó luôn luôn check theo hướng đấy. Và cái nhược điểm của cái check theo GPS này ấy, chỉ là nó sẽ không được quá là chính xác so với cái vị trí mà anh em đang đứng dưới đất. Thì cái này anh em có thể điều chỉnh được bằng cách là cụp cam lên, cụp cam xuống, để cho cái vị trí có các đường chéo hoặc là các điểm tham chiếu mà anh em cần ấy, nó đi vào trọng tâm của cái hình ảnh mà anh em muốn quay. Cái nhược điểm thứ hai của nó là nó sẽ phụ thuộc vào GPS, mà nếu như khu vực của anh em bay ấy, GPS mà yếu thì cái chức năng follow GPS này nó cũng sẽ bị giảm cái độ chính xác đi. Có thể con flycam sẽ bay đi một vị trí ở đấy mà nó không đúng với vị trí mà anh em cần. Và cái nhược điểm thứ ba ấy, nó nằm trên con Mini 2, đó chính là nó không có cảm biến tránh va chạm. Thì việc này dẫn đến là anh em bắt buộc phải bay thật cao lên, tránh xa cái độ cao cao nhất của cây cối, để đảm bảo con flycam của anh em bay đi không gặp bất cứ vật cản nào, thì quá trình bay của mình sẽ ổn định nhất. Còn nếu như anh em bay dưới thấp ấy, thì có khả năng cao để con flycam của anh em sẽ đâm vào cây và nó sẽ hỏng hóc. Điều này thì rất là đáng tiếc, không ai mong muốn cả. Sau một thời gian ngắn mà anh em chúng tôi đã tải và thử cái app DJI này thì chúng tôi khá là hài lòng về cái chức năng mà GPS Follow. Thì chức năng này thì giúp cho anh em chúng tôi là có thể đi qua những cái cây hoặc là những ngôi nhà mà không bị mất cái tracking, thì chúng tôi cảm thấy khá là tốt. Còn về những chức năng khác thì chúng tôi thấy hiện tại thì nó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của chúng tôi. Thì không biết là anh em có sẵn sàng bỏ ra hơn 500.000 để mua về một app này không? Và anh em muốn chúng tôi test thêm những chức năng nào trên cái app này thì anh em hãy comment xuống bên dưới anh em nhé. Xin chào anh em.